Em mượn gu tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Vâng, mình là Natte, chào mọi người nha. Hôm nay thì trở lại với series của Nick Natte 9D, con đệ tử của mình. Thì hiện tại con đệ tử mình cũng sắp mở skill rồi. Thì mình đang ở trong mang đồ khô báo và bay một phát là 3k5 tiềm năng nha. Và chắc chắn là cũng sắp mở rồi, tại vì nãy mình bật xem là 149 triệu mấy rồi. Nhưng giờ con đệ mình cũng đã chắc chắn là được 150 triệu rồi, nhưng mà mình không dám xem gung lắm mọi người ơi. Khoảnh khắc con đệ tử mình nó mở skill gung lắm mọi người ơi. Đây, nó tới 9D của mình đây. Giờ mình sẽ đi qua đảo Cao Mê, xong mình mua cái năng ghép tạo năng skill 2 cho đệ đó, lên năng mua 6 cái với giá 900 ngọc. Rồi mình sẽ mở, mình sẽ xem cái con đệ tử mình nó ra skill gì nha. Nếu mà Machinko thì mình đổi đệ tử luôn. Còn nếu mà ra Kame hoặc Atomic thì mình sẽ nâng lên cấp 7 luôn nha mọi người. Đồng ý gì nha, ok. Giờ mình sẽ đi, giờ mình đang ở Satan nha. Trời ơi, con đệ ơi, chính đệ ơi, mày hãy đừng ra Machinko nha. Nói nhẹ thế thôi. Nếu mà ra Machinko là tao cho mày tử hình luôn. Thế thôi, mình nói nhẹ thế thôi. Cũng mong là ra Atomic hoặc Kame. Nói chung là một nâng cấp skill 2 là một cái là 150 ngọc, mà 6 cái thì sẽ lên cấp 7, mà 6 cái thì hình như là 900 ngọc. Mình cũng không biết, hình như là vậy đúng rồi đó. 6 cái là 900 ngọc rồi. Chắc vậy đi, nếu có sai thì cũng anh em comment dưới lại thôi, chả biết. Là anh em nào cần mua vàng ngọc rồi lên shop ạc ủng hộ theo mình nha. Vàng ngọc 97.com hoặc là shop ạc coi ốc tư 97.com, mình sẽ để link trong phần mô tả cho mọi người. Ok, mình đã mua xong 6 cái nâng cấp cho con đệ rồi. Giờ tới cái khoảnh khắc gung nhất đó chính là mở skill 2 cho con đệ mình nha mọi người. Trời ơi, úp phải 2-3 ngày mới lên được đấy. Giờ mình sẽ vô bản đồ không báo để mà xem skill nha mọi người. Gì đây? Kích con đệ là nó sẽ ra chức năng luôn nha mọi người. Ra liền đó. Nó sẽ ra không biết là skill gì đây. Trời ơi, đừng Machinko nha em. Ôi, hiện tại là 63kki, 63kb nha mọi người. Và 20kki. Ôi, Atomic rồi. Trời ơi, Atomic rồi. Để mình hiện tại 150 triệu 200 sức mạnh. Tại vì ở trong mấy khóa này đánh rất là nhiều tiềm năng nên là nó qua sức mạnh nhanh quá mọi người ơi. Thì con đệ mình là Atomic nha. Hiện tại skill con đệ mình là đấm Calix 4 và Atomic 1. Phải gọi là khá là ngon rồi. Phải khá là ok rồi. Giờ mình đã mua sẵn 5 cái rồi. Giờ chuẩn bị nâng cho em nó thôi. Không còn gì bằng cái nữa. Quá là phê mọi người ơi. Nói chung là Atomic trong kêu phải gọi là khá là ok. Tầm trung, nó gọi phải gọi tầm trung. Machinko thì mình không nên chơi, cùi quá. Nếu mà anh em nào thích thì chơi luôn. Còn nếu mà Kame thì quá VIP rồi. Kame phải gọi là bá đạo rồi. Còn Atomic thì mình cái tầm trung, xài được rồi, không cần, không phải quan trọng lắm. Giờ mình sẽ nâng luôn nha. Hiện tại nếu mà nâng 6 cái sẽ lên cấp 7. Wow, 9D đã được mở skill 3 và ra Atomic. Khoảng cách này thật là đáng nhớ mọi người ơi. Quá là phê. Thằng Dương á, lúc chưa mình mở skill nó cứ nói Machinko. Nó kiểu nó trù mình Machinko mà. Giờ ra Atomic thì sao đây? Nói chung cũng tạm, nếu mà KK mê thì mình chửi nó lại cũng được. Kiểu thể hiện lấy nói nhưng mà thôi. Giờ ra Atomic thì cũng nín thinh thôi. Giờ mình đã đây, Atomic 7 chữ phát. Để mình đang chữ phát là 20k tiềm năng nha mọi người. Rộng 20k HP chứ, nhầm. Quá nhầm luôn. Bật cờ đen lên thì đừng để chữ một phát là hưởng được bao nhiêu tiềm năng đây. À, xem mấy đồ đây. Toàn là đồ 3 sao thôi. Đồ 6 sao thì anh còi đã đem vô nick up rồi. Hiện tại anh cũng đang up tiên 7 mà. Anh em chia up vậy thôi. Anh đạp thì mình up, còn anh on thì mình không up. Nói chung anh em chia ra mà up đồ 6 sao mà. Đây, chữ một phát là 10k tiềm năng nha, trong bản đồ khâu báo. Với set đồ 3 sao nha mọi người. Thì mình đang mặc trên mình một cái radar 4 sao, cái radar linh tinh liên tiên, cái radar 5% hút KI, 5% hút máu và 10% tiềm năng sức mạnh. Phải gọi radar này update là bá đạo rồi. Mình ép đúng là chuẩn con mẹ nó luôn, không cần chỉnh luôn. Để mình thì phải gọi khá là ngon, chỉ số này mình thấy khá là ngon. Có rất nhiều bạn kêu mình sao không chơi Saiyan với Named, lộng Saiyan với chất. Sai quá sai nha mọi người. Thì mình là ở chung team với anh còi, mình ở chung với anh còi. Thì anh còi, anh em mọi người cũng biết là anh còi rất là thích chơi Named. Và anh còi có rất là nhiều đồ 6 sao, 7 sao về Named. Nên quyết định mình chơi chung với hành tinh Named, có gì là xài khác cũng được. Và cái bản đồ này cũng là bản đồ cuối cùng của mình.
Trời ơi, hiện tại con để mình 150 triệu rồi, không biết là ngày mai thì mình sẽ lên bao nhiêu, nhưng mà mình sẽ gán sớm nhất để mở CQ3 cho mọi người nha mọi người. CQ3 không biết là gì đây, mọi người cũng hóng với mình nha. Giờ bắt đầu mình sẽ tìm một cái map nào nó quan hợp lý mà up nha. Bây giờ thì chúng ta cũng phải tìm map chứ, con để mình up thôi. Không biết là 150 triệu với phối đồ như này thì up ở đâu sẽ quan trọng hơn. Mình nghĩ sẽ qua tương lai nhiều tiềm năng hơn mọi người ơi. Thì giờ đi tìm ông Gadis đi mà qua tương lai up thôi, thử test cái sức mạnh up bên tương lai. Giờ đi đến tương lai thôi mọi người ơi. Và mọi người có thể biết là đi qua tương lai tốn màu ngọc không? Nếu mà bấm tăng tốc là mọi người tốn màu ngọc rồi đấy. Rất là tiếc màu ngọc luôn. Tiếc thật luôn á. Không thể bấm, mọi người phải từ từ. Nhưng mà thôi, bấm màu ngọc đi cho nhanh. Thì giờ mình sẽ đi qua sinh 2 nha. Chắc là mình sẽ sinh 2 là vừa. Sinh 1 thì tụi nó up cấp xô nhiều quá. Mà sinh 2 thì mình cần hai con khá là ok. Nói chung là mình sẽ đi qua sinh 2 nha. Trời ơi, cùng đi nào. Để mình cuối cùng ra skill 2 rồi. Bao nhiêu ngày mong chờ của mình? Tầm 3 ngày mình up. 3 ngày mình up từ sơ sinh lên lên skill 2 không ít 2 nha. Đây là sự thật 100% luôn. 3 ngày đúng 3 ngày luôn. Đây, để chữ một phát là 21k tiềm năng. Lộng 21k máu và được hưởng được 8k tiềm năng lận. Rất là trâu luôn mọi người. Trên set độ mình là một set độ 3 sao. Vậy hút máu 6 sao và cái radar 5% hút máu là tức là có 35% hút máu, là không biết có đủ không nữa. Nhưng mà mình nghĩ là tạm ổn nha. Đây mình sẽ cho nó thêm mặc cái áo nữa là 5% hút máu, đủ 50% là đủ rồi, ok. Đấy, 50% hút máu là vừa luôn rồi đó. Đây cũng là tại vì chức năng đệ tử chỉ hút chỉ có 50% là mát thôi nha mọi người. Mọi người chú ý là đệ tử là hút 50% mát. Theo kinh nghiệm của mình chỉ biết vậy thôi. Đệ tử hút 50% là mát. Đây, sinh 2 up cũng phải khá là nhiều tiềm năng. Đứng thì mình đứng ở góc này là ok này. Chưởng mà phát 3k6 tiềm năng. Mà trong khi đó là bên nếu mình bây giờ mình up bên up 3 đảm bảo có 2k tiềm năng thôi mình thật. Mà up bên này ngon được duyệt nhá. Có một thanh niên đang bật cờ đen up bên bản, một tí mình sẽ cho nó lên bản lên gò luôn nếu mà nó hết khỉ nha mọi người. Hiện tại thì mình rất là cùi, mình chưa mở giới hạn chân. Nói chung là set hăng của mình á, ten xin hăng thiên xin hăng, chính xác là đấy, thiên xin hăng của mình vẫn chưa có cái gì gọi là nâng cấp hết, chưa có một sao nào trong cái ấy hết. Nên là mình chưa thể hổ báo có trồn được, kiểu gặp anh này đánh nhau thì còn tha, kiểu không muốn chơi lớn. Còn nếu mà mình khi nào mình nâng cấp cái thêm sinh năng này một cái á thì gặp đâu đánh đó thôi chị nhỏ, tại vì trốn một phát mười mấy giây mà thấy sao ai giờ trốn luôn là chơi luôn nè. Một cái cam 79 cát bơi 27 cát bơi tạo ra viết nhất xe và hai con đệ tử của thằng GHH lên xấu vẻ cặt đã chết rồi. Tiếp tục nó bắn ôm mặt mọi người ơi, trời ơi ôm mặt rồi, chó phát ôm mặt nãy giờ luôn. 142 cao 118 ca, liệu anh ta có chết không hay là anh ta trỗi dậy bật khiên đánh chết mình. Ồ lên bảng có vẻ như là tên này nó đang treo mọi người ơi, thanh niên này đang treo. Và thôi chắc là video mình cũng sắp dừng tại đây, và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh đồng theo dõi những video mới nhất của mình nha. Cần mua vàng ngọc thì lên số bạn ủng hộ tên mình nha. Bài chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ nha. Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người một cái web của Tem Cói Thiên Bài, gồm 3 kênh Đại Ca 8B, Cói Thiên Bài và Nhân Sinh Trai, bảo kê luôn và cũng như quảng cáo luôn. Đó là cái web vangngoc97.com. Thì cái web vangngoc97.com này là của Tem Cói Thiên Bài nên là hoàn toàn uy tín và chất lượng nha. Thực sự thì không hề có lỗi, và khi có lỗi thì mọi người PM góc phải này là hỗ trợ ngay lập tức luôn. Mình thề với anh em là hỗ trợ ngay lập tức luôn. Tại vì ba anh em mình chủ yếu là canh Facebook và một ngày thì có bao nhiêu tin nhắn, kể cả là hàng vạn hàng tỷ tin nhắn, bọn mình rep cực kỳ nhanh và giải quyết tức thì ngay khi đó luôn. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai mà để mọi người chọn web vangngoc97.com mua vàng mua ngọc thì thực sự là nó không hề bị lỗi. Mua vàng thì mọi người có thể click vào mua vàng, chọn máy chủ, sau đó thì chọn nhân vật. Ví dụ mọi người ghi vào đây nhân vật là Đại Ca 8B hay là như thế nào đó, thì mọi người chọn số vàng cần mua. Thì mọi người có thể mua từ 1.000, 2.000, thậm chí là 10.000, 5.000, 20.000, 10k thì 18 triệu vàng. Và tương tự như vậy, mua ngọc thì mọi người có thể click vào mua ngọc. Mọi người có thể chọn vũ trụ từ server 1 tới server 7. Và tài khoản mật khẩu thì mọi người ghi tài khoản mật khẩu của mình vào. Và sau khi nhập số tiền cần mua này thì mọi người có thể mua từ 50k trở lên, có thể mua 60k nha mọi người, có thể mua 60k. Thì dù mọi người đang thiếu tầm 50 ngọc đi thì mọi người mua thêm 10k nữa là 60k là xong, 50k thì 250 ngọc, tức là x5 rồi, quá là tuyệt vời. Đấy, thì mọi người cứ mua vàng mua ngọc thì vào shop vangngoc97.com. Thực sự mà để được anh em ủng hộ là một điều khó. Web bán vàng bán ngọc thì có rất là nhiều, nhưng mà để được anh em ủng hộ là một điều khó. Chính vì thế Tem Cói Thiên Bài rất hy vọng anh em sẽ ủng hộ. Đó, về cái phần mà
Nạp thẻ thì nó hoàn toàn là tự động luôn. Thẻ Viettel nhé mọi người, ưu tiên thẻ Viettel nhé, hoàn toàn là tự động luôn. Mọi người có thắc mắc gì cứ liên hệ góc phải. Riêng về phần đăng nhập thì có hai kiểu đăng nhập. Một là đăng nhập bằng Facebook, mọi người có thể đăng nhập bằng Facebook tẹt ga luôn, thoải mái. Thích đăng nhập kiểu gì cũng được. Đấy, đăng nhập bằng Facebook. Và tài khoản thì mọi người có thể là tạo đăng ký một cái tài khoản cũng được. Mọi người có thể đăng ký một cái tài khoản thí dụ ppa@gmail.com. Đó, không? Chỉ cần có a@gmail.com là được. Đấy, không quan trọng là gọi là cái gì cả. Web mình làm rất là đơn giản luôn. Đấy, ppa@gmail.com, số điện thoại cũng gặp Gmail luôn. Đấy, mật khẩu thì mọi người nhập như thế nào cũng được. Đó. 123123 đây nha. 123123 đó. Đấy, thì mình nhập vào đây là mã nó là qkik đó. Mọi người chỉ cần ấn đăng ký, như vậy là mọi người có một tài khoản rồi. Đấy, thấy không? Đơn giản hết mức luôn. Thì mọi người nào mà mua vàng mua ngọc thì vào shop vangngoc97.com để ủng hộ tem của mình nhá. Mình xin nhắc lại là shop thì có rất nhiều, nhưng mà để được anh em tin tưởng và ủng hộ đó là một điều khó. Thì mình rất hy vọng rằng anh em khi mua vàng mua ngọc tự động thì hãy nhớ ngay tới shop vangngoc97.com. Và giá ngọc thì x5 thì sẽ trải dài từ dư cho đến khi mà gọi là mình chán chê mệt mỏi luôn, rất lâu, rất lâu. Rất hy vọng anh em ủng hộ vangngoc97.com, tận tình, chu đáo, nhiệt tình, an toàn, uy tín, hỗ trợ 24/24. Rất mong anh em ủng hộ. Vâng, xin cảm ơn.